Mẹ tôi khóc với tôi những lúc tôi buồn, ném với tôi cay đắng tủi hờn. Lúc tôi cười mẹ còn vui hơn, cả cuộc đời của mẹ là con. Mẹ tôi bước với tôi những bước chân đầu, té tôi đau mẹ gấp trăm lần đó. Mình đau một chứ mẹ đau tới trăm lần, cả ngàn lần đó. Lúc tôi cần là mẹ bên tôi, lớn khôn rồi ngỡ còn trông nôi. Mẹ ơi, con lớn lên giữa một vòng tay, những yêu thương còn chưa thiếu một ngày. Lúc vui buồn của một phút con trai, mẹ là cha mà con mơ tìm thấy. Mẹ ơi, bao tháng năm vất vả ngược xuôi, cho hôm nay con hát giữa vàng người. Trong ánh đèn con chỉ có mẹ thôi, cảm ơn mẹ hy sinh cả cuộc đời. Nhưng mà chuyến này mẹ không có đụng tới chuyện của quốc gia đại sự nữa rồi. Mẹ chỉ bảo vệ cái gì cung ngôi của mẹ thôi. Mẹ là bên hậu cung, không đụng tới chuyện triều chính. Chuyến này là cha lấy rồi, lấy lại hết quyền lực của mẹ rồi. Ngày xưa là cho mẹ toàn quyền xử lý, bây giờ rút lại rồi, không được quản lý chuyện triều chính nữa. Cha xử lý sai chặt con hoàng tử Long Đầu Chạm Trà Lệnh, tướng lĩnh Hổ Đầu Chạm Trà Lệnh, Văn Hường Cẩu Đầu Chạm Trà Lệnh, cho quan công xử lý. Bằng quan công xử lý là theo như cho ba cái đó là chạm trước tối sau đó. Thảo ở sai hả? Long Đầu Chạm Trà Lệnh đi. Là coi như là theo như nghe múc nè, xuống chăn khổ gì nè, lê lết ngoài đường nè, bệnh viện nằm mấy ngày. Bà hỏi thăm tao, bà có biết đâu hỏi thăm đó, bây giờ biết rồi chứ, biết rồi chứ. Bàn ông Dũng lôi vô anh tôi đó, anh ghế chứ, anh ghế chứ không phải anh ruột đâu. Ông anh ghế đó, bà Phương Hằng mới là chị ruột tôi đó. Coi như là tiền kiếp ha, cho mình nhìn ra ha. Anh ghế đó, Dũng lôi vô anh ghế đó vậy ha. Còn mấy đứa cháu ra, mỗi đứa 1 tỷ gửi về cho anh, cho cậu. Một tỷ gửi về mua chuỗi đeo sao hết, tặng tao tặng tạ cả thế giới luôn hả. Hôm bữa hôm Đài Loan gửi về cho tao, giờ tao gửi về thì trả lại Đài Loan vậy hả. Có qua có lại mấy tội lòng nhau. Cái bạch chuỗi mà hôm bữa cô Đài Loan gửi là Quynh tặng hết trơn hả? Hết trơn rồi, không còn cái chuỗi nào luôn nè. Bữa hôm sung sung tặng luôn rồi, còn cái chuỗi nào đâu. Nhưng mà anh em tao còn đeo ở đây nè. Rồi để hôm nào để đem lên bịch nữa, còn bịch nữa. Còn nữa hả? Đem lên. Rồi xin ơi, bây giờ vâng, thưa quý vị, và buổi sáng ngày hôm nay là ngày mùng 8 tháng 5 âm lịch, cũng là ngày tiên lễ của nơi cúng đình Thái Sơn. Thì Tức Dũng đi lễ thì cũng gặp sư huynh đang ở trong nơi mộ ông Bùi Tăng Chủ đó. Chào sư huynh. Trời ơi, nay tướng giống ca mồi ghê hả? Sao hả? Cho gắn cái mít cái coi. Làm gì mà dữ dội vậy ta? Chạy. Quá cỡ ha. Quá cỡ là mọc phải không? Sáng giờ sư huynh. Sáng giờ ăn gì đâu đói. Yeah. Mới quất lon bia giờ đi xỉn nữa nè. Lịch ơi. Bữa nay giống cái bò em vậy. Quá cỡ nha. Bộ cái súng này mới mua hả? Mới mua hai nòng mới chơi, còn nòng tôi cho hết trơn rồi. Rồi nguyên nhân sao mà lại đi mua cái súng này mà bắn chơi vậy? Bắn lên trời chơi vậy đó, bắn trong trời rớt xuống chứ đâu mà về để tụi nó ăn hiếp tao quá trời, bắn trong trời rớt xuống mới xử lý được. Uống nước. Trời ơi, lấy cái bàn khác đi cô ơi. Sư huynh, cái nón bảo hiểm này là mới mua luôn hả? Đúng rồi, quay cho bà kia bà thấy đi. Cô sang ở Đà Nẵng giúp cái nón này nè. Dữ dội ha, thấy không, dán đâu lên nè, thấy đẹp không? Đà La Ni gồng gắn bay tán lạng xà băng chân đó. Mới sơn xe lại đó hả sư huynh? Trời đất ơi, quá trời màu. Lưới hả? Lưới thiên la. Thiên la à. Còn cái này là cánh này không? Lông của mẹ nè. Ta cởi cho mẹ ta bay. Thấy hình như giống chữ vàng vậy phải không? Không phải, có mẹ. Chữ vàng luôn, có chữ vàng. Chữ vàng màu vàng, chữ vàng màu xanh. Rồi cái này lưới màu đỏ.
lưỡi máu đó, lưỡi máu hả? Chụp qua tôi đốt chảy máu, xiết lại, xiết lại, xiết lại máu chảy ra. Như là lưới B40 đúng không? Có gai đó là quắn vô máu ra. Chiếc xe độc quyền của sư huynh tướng lạ nha. Xe độc. Xe nón nè, nón còn lạ hơn nữa nè. Đó, coi cái nón lạ nè, nón ba con rồng ở trên này thấy không? Thấy lạ chưa? Ủa cái này là sư huynh dán vô hay là có sẵn gì sư huynh? Mua dán đó. À, dán ba rồng lên đây là ý nghĩa gì? Ba con đổi lấy một cha đó. Ba ba cái đầu đổi lấy còn con đầu không đó. Cái đầu chó nè, ba rồng nó đổi thành cái đầu chó. À. Quá sợi ha. Em nghe cái truyền thuyết mà cha chó mẹ heo chưa? Chưa nghe sư huynh kể ơi. Ngày xưa là có một vị công chúa. Là bị cái giò bị lộ một cái mục ghẻ như tao nè đó, nè thấy không mà gió liếm hết rồi đó. ai nói ông hoàng thượng á, ai chỉ cũng được mà nhất đau nhất lắm. Cái ông hoàng thượng mới tiên truyền ra, nói ai mà chỉ hết cho công chúa thì sẽ cho nửa dân sơn đất nước với rồi gả công chúa cho luôn đó. Mang chó liếm hết mẹ nó gả cho con chó luôn. Cái con chó đó là vì chư thiên đưa xuống á, chó trời gả con chó mà con chó ra ngoài trên đảo, đưa ra đảo chứ đâu dám ở nhà. Còn mình chúa mà ở với chó đó đâu được, ra ngoài đó là cái gì, con chó nó quá thành người luôn. Xong rồi ở với con chúa có con, một đứa con một, nhưng mà chó trời cái đứa con nó không biết, thì mẹ nó đi vô trong đất liền buôn bán ở nhà đập chết queo con chó. Rồi nó mới hỏi cha con đâu, mà sao con thấy con chó không à, mà con chó này khôn lắm nha. Là mẹ nó dịch lụa bán rớt con chỉ nào là cắn trả cắn đưa lại đó. Bởi vì mình bây giờ mà ai mà phụ con chó như cha mình vậy đó. Cha chó mẹ heo cái đó. Tính linh cao ha. Mẹ heo là tại sao heo, mẹ đẻ như heo vậy đó. Nhưng người ta đẻ cả chục con chục đứa đó. Ngày xưa vì cái đạo Chăm có một vị công chúa đẻ 143 đứa con, cái bụng ba thừ lừ vậy. Vậy là còn nhiều hơn là cha nhiều hơn heo nữa đó, đẻ hơn heo đó. Cha Lạc Long Quân mẹ cơ hả? Mà mẹ có đẻ có 100 trứng rồi này, đẻ dữ gì? 140 mấy đứa con một mình bà đó. Sư huynh đeo đồ nó còn dữ hơn bữa hổm nữa. Càng ngày càng dữ mọi người. Đây nè, sông kiếm nè, sông kiếm hợp bích nè. Càng ngày càng nhiều ha. Ủa bữa nay sao có thêm cái cây hai kiếm luôn hả sư huynh? Hai kiếm hai bên. Đây cái gì vậy? Cái này gọi là xâm kiếm hộp bích hả sư huynh? Đầy điểm luôn nha. Quá sáng đau nè. Nó gì nè. Dắt lên, dắt theo lưng á. Nắm kéo ra. Quá xá ha. Giờ để được cho gắn cái mít lại nó nghiêng qua bên đó. Bữa nay là thấy có cái ông tượng nữa. Có ông này mới ghê nè. Ông tượng đâu rồi? Sư huynh bấm hai ba lỗ tay luôn ha. Ba lỗ tay luôn mà. Ủa tao nói lục nhĩ hầu mà tới 6 lỗ lần đó. Vậy hả? Rồi. Thôi, gắn vô giống ông Bo Thánh vậy. Đừng đụng đau. Gắn chơi tí hồi ráo xuống đó. Nắm hồi lọt lỗ tay rồi. Hồi tét lỗ tay đó. Có ông tượng nữa nè, nó ngoài ông tượng. Đừng bắt tao gắn ông tượng lên nè, ông tượng tét lỗ tay thiệt à. Nó ông tượng luôn đó, nè ông tượng nè. Cái này ý nghĩa sao sư huynh? Vô chính ngà đó. Ở Đông Cung Thái Tử đó, ngày xưa tao đi cướp con chúa mà bị thằng Thiên Tinh nó cướp trước đó. Bây giờ tao lên tao kiếm Thiên Tinh tao lập đầu nó nè. Tao là Đông Cung Thái Tử mà, Thủy Tinh đó. Quá trời, biết con gói đồ hình như quá xá rồi. Biết là không biết tao lại chăng cái gì. Biết không biết sư huynh là ai luôn á. Tao đóng cái dạng dai đâu mà, dạng Pháp Như Lai mà, tới dạng dai đây chứ không một dai. Quỷ Dương cũng là tao đó. Bắt Động Minh Dương. Con của gì? Diêm Dương. Minh Dương đó, nghe bắt động Minh Dương chưa? Con của Diêm Dương. Ở trên trời là gì? Đông Cung Thái Tử. Thích Ca Phong là gì? Mặc Hạnh Bồ Tát. Đại Thế Chí Phong là Chí Lực Bồ Tát. Quan Âm Phong là Đông Cung Thái Tử. Rồi xong. Đồ mẹ cho không đó. Tiền của tôi em chuyển đó, anh mua hết. Để anh dành đi đường, anh thiếu anh móc ra anh cho. Đây nè, cái này ở Băng Tộc mới có nè nha. Ủa cái này là mới đó hả? Cái này Băng Tộc mới cây có. Cây này giống như cái cây châm ta cài tóc ở xung quanh. Không phải, cái này Băng Tộc. Cây này của Băng Tộc, của Băng Chủ mới có đó. Băng Chủ hả? Băng Chủ. Là sao xung quanh? Ủa, ở Băng Tộc nó có cái em thấy cái mấy cây mà cái cây mà băng không? Khi mà nước nó nhỏ xuống nó nhọn cái chân vậy nè. Đó, băng nó đâm chết người đó.
Đây là băng tộc, băng chủ mới có nè. À, là cái ý anh cũng truyền cho mấy người rồi. Băng chủ nha. Băng chủ là gì? Đó, đó chính là Bạch Ngọc Cung đó. Hàng băng ngàn năm đó. Băng chủ mới có hàng băng ngàn năm. Cũng như đá nữ hoa vậy đó. Đạn súng bắn không lũng đó. Cứng hơn đá mà ngàn năm luôn mà. Hôm nay đeo cái hai con tượng đó, coi kỹ rồi, cái hai con tượng chứ không phải một tượng. Này nè, tượng chưa nè, nanh nè. Cái này coi như nanh tượng luôn đi. Ừ. Đây, ngà voi đây. Trời ơi, quá trời luôn. Bữa đó, ngà voi bữa anh lấy cho Dũng thấy đó. À, còn thiếu nhỏng 4 triệu nhỏng á. Đeo là coi như là xe xà bông vô đó ha. Ừ. Dạ, vô là. Đừng có nói giá nha, đụ mày nó chặt cái tay tao à. Có 4 triệu à. Cái đó là thiệt ha. Đụng đồ giả tao đâu có đưa ra. Tao chơi đồ thiệt không à. Thiệt thiệt giả mới ra vỏ tuồng. À, ma phật phật đó. Phật giả giả mới ra. Mốt tao đeo vàng 24, tao đeo 8 cây lên đéo nào biết tao là đeo vàng 24 hết trơn. Còn hơn thằng gì cũng vậy đó. Bả là Phụng Hoàng Lửa đó. Bả xuống để bả hành mấy thằng cái đó. Mấy nào đụng tới bả đó. Đi hết đó. Bả chị tao đó. Bả phải gửi tiền về nuôi tao mới được. À. Vậy là cái tiền kiếp của bả là chị của Xuân nữa. Tao Phụng Hoàng Băng nè. Thích tao phun bả là bả chịu lông hết trơn đó. Tao phun bả đứng hình đó. À. Hàng băng nè. Đẩy bả cái đứng hình liền. Đó, biểu tượng băng chủ đó là cái nãy đó. Phụng Hoàng Băng, Bạch Ngọc Cung là cũng quanh đó, Đông Cung Thái Tử đó. Tao có hàng băng ngàn năm đó. Bả đụng với tao đi. Bả chưa được Phụng Hoàng mà bả tới mới tầng thứ 5, thứ 6 à. Chưa tới ngàn năm đâu. Ngàn năm là tới tầng thứ 10 đang thượng thừa đang đó. Ừ. Theo như sư huynh thì bả bao lâu bả mới thoát nạn? Gặp tao gửi tiền về cho tao vài tỷ đi hết nạn. Đồ khủng. Trời, chưa từng thấy. Ủ mang kim cương đó bả gửi cho tao chứ nhận kim cương thôi là hết nạn rồi. Ủ mà lên mạng la quá trời mới dẫn mấy tỷ không mà tao téo có con cặc gì chứ tao đeo đồ giả không nè. Mà chị không? Chị có tiền ủ mà để cho nghe múc nè, xuống trần khổ gì nè. À, lê lết ngoài đường nè, bệnh viện nằm mấy ngày. À. Bả có hỏi thăm tao. Bả có biết đâu hỏi thăm. Đó bây giờ biết rồi chưa? Biết rồi chưa bạn? Ông Dũng lôi voi anh tôi đó, anh ghế chứ anh ghế chứ không phải anh ruột đâu. Ông à. Anh ghế đó, bà Phương Hằng mới là chị ruột tôi đó. À, coi như là tiền kiếp ha, sư huynh nhìn ra ha. Ừ. À. Anh ghế đó, Dũng lòi voi anh ghế đó. Vậy ha. Còn mấy đứa cháu ra, mỗi đứa 1 tỷ gửi về cho anh, cho cậu. Ừ. 1 tỷ gửi về mua ừ. Chuỗi đeo sao hết. Tặng tao tặng tạ cả thế giới luôn. Hả? Ủa mà bữa hôm Đài Loan gửi về cho tao, giờ tao gửi về thì trả lại Đài Loan. Vậy hả? Ừ. Có qua có lại mấy tội lòng nhau. À, cái bạch chuỗi mà hôm bữa cô Đài Loan gửi là Quynh tặng hết trơn hả? Tặng hết trơn rồi. Không còn cái chuỗi nào luôn nè, bữa hôm sung sung tặng luôn rồi, còn cái chuỗi nào đâu. À. Nhưng mà anh em ta còn đeo ở đây nè. Rồi để hôm nào để đem lên bịch nữa, còn bịch nữa. Còn nữa hả? Đem lên. Rồi sư huynh ơi, bây giờ hôm nay Thảo với Dũng thấy sư huynh mua một cái cây súng này chắc cũng phải có một cái ẩn ý gì đây. Sư ngắm đó. Tại vì mỗi một cái bổ bối mà sư huynh mà mua đó là đều phải có ẩn ý, và sư huynh giải thích kỹ là súng cái này hai nòng nè. Cái nguyên nhân gì sao mà sư huynh lại thích cây súng này? Súng này hai nòng bắn sướng hơn. Ừ. Súng này như là ngồi gần bắn. Ừ. Súng này như là gì? Nó bắn là nó nổ đạn ra chứ không phải nó bắn viên. À. Không, ngồi gần bắn sát thương nhiều hơn, sáng thương à. Bắn cái như cái gỗ luôn á. Em ngồi cách anh bắn em như cái gỗ luôn. Còn súng ngắm dài á thì bắn như một viên một à. Ừ. Nhưng bắn xa hơn. Còn này hai đà hai nè, ngồi gần tao bắn cái một cái á. Má nhận không ra chân liệt chứ nha. Nhưng mà nó có ẩn chứa gì trong cái phần dự di không sư huynh? Không. Tao đang đóng quắc hồn bên anh mà. Anh là anh cả đó. Anh nè, 18 nước thằng anh nó chính là anh cả đó. Sau tới Mỹ. Pháp. Nga. Mình trong cái dài, tao đang đi chăn bò. Cá bò. Chăn bò mà mấy con cá bòi đó đâu cầm súng đi chăn bò đó, nào là vô cắp bò nó bắn tán lạng xà băng hết trơn, bắn chết bè hết trơn đó. Mấy chăn bò mà, đó nay tao đi chăn bò nè. Bữa nào Tướng Dũng kiếm cho anh cái quần cá bòi nữa, quần ống bách đúng không? À. Ở dưới đây cái ống trà bá rồi đó. Ừ, túi một đống túi đó đâu, mới nhét súng đầy không? Đúng rồi, đó quần đó đó. Hôm nay tao nào tao đi đóng chăn bò đi. Tao qua bên anh tao ở, không ở Việt Nam nữa. Ở Việt Nam nó ăn hiếp tao quá trời rồi. Mà lấy súng bắn bể đầu nó chân. Không mà bây giờ Việt Nam bắn chó chứ không bây giờ để hỏi thiệt sư huynh nè, trên đời này là sư huynh sợ nhất là gì? Sợ hả? Ừ. Tao không sợ gì chứ á, ông trời làm sai tao không cự ông trời nữa ha.
còn nào đừng thích chữ tao dạy đời tao, tao ông trời dạy tao đó, mà ông trời làm sai, ông trời dạy sai sai tao cũng không nghe, ông trời dạy đúng tao nghe. Ừ. Coi như là mình đúng thì thôi ha. Đúng thì tao nghe, dạy sai tao nghe. Coi như mình sợ lẽ phải thôi đúng không? Ừ, tao sợ mấy đứa nít làm đúng á, chứ mấy thằng lớn lớn đụng làm sai tán chết mẹ. Mấy ông già đó, râu ria sòm sòm nó dẫn gái tao vô nhà nghỉ không đó. Đụ mới biết đi, tao biết đi má nó nhận gan đó. Còn anh nè. Mẹ cho anh cứ vợ đàng hoàng, nhưng cứ phải giấy tờ hợp pháp đàng hoàng. Anh mới nhận. Còn không mà không có dẫn khơi đâu như mấy thằng đó đó, chết mẹ tao đó. Tao biết là má nó nhận gan nó đó. Tao quýnh bà Quan Âm bỏ mẹ luôn á. Bỏ mẹ nó, nó quýnh nó bỏ mẹ nó đó, nó bỏ Quan Âm đó. Quan Thế Âm từ bi ứng hóa trong muôn loài, ban pháp âm hai chiều cho thái bình phước duyên trần gian, nhận thiên giới hóa cung dường nguyện phùng hành Quan Âm từ bi. Y vàng sư thầy hành từ trang nghiêm, ánh quang diệu huyền hòa trong pháp giới Quan Âm, chân tâm lắng sâu kinh cầu ôi nhiệm màu phố môn truyền ban, hận hoàng chưa trang thâm tình nguyện tròn đời khắc ghi Phật ngôn, thiên thủ ngàn tai năng đài sen độ thế, thiền nhãn hoàng mình chiêu sáng lối con về, gieo duyên chí hạnh bồ đề 12 đại nguyện thiền về quê hương, dù ai xuôi ngược ngàn phương Quan Âm thị hiện chân thường bình an. Mẹ thương lắm đó, nhưng mà chuyện này mẹ không có đụng tới chuyện của quốc gia đại sự nữa rồi, mẹ chỉ bảo vệ cái gì cung ngôi của mẹ thôi, mẹ là bên hậu cung, không đụng tới chuyện triều chính. Chuyện này là cha lấy rồi, lấy lại hết quyền lực của mẹ rồi. Ngày xưa là cho mẹ toàn quyền xử lý, bây giờ rút lại rồi, không được quản lý chuyện triều chính nữa. Cha xử lý, sai, chặt. Con hoàng tử, long đầu chạm trà lệnh. Tướng lĩnh, hổ đầu chạm trà lệnh. Văn hường, cẩu đầu chạm trà lệnh. Cho quan công xử lý. Bằng quan công xử lý. Cho ba cái đó là chạm trước tống sau đó. Thảo hả sai hả? Long đầu chạm trà lệnh. Đi. Là coi như là theo như huynh thì bây giờ là mẹ giao quyền cho cha xử lý hết hả? Ủa, ngày xưa cha giao cho mẹ chứ không phải mẹ giao cho cha. Các con sai mày xử lý sao mày dạy, sao mày dạy, nhưng mà dạy không được đứa nào hết chứ. Nè mẹ nè, nghe mẹ nói nè. Con ơi, con làm sai rồi. Con ơi, con đừng làm nữa. Con ơi, quay về đi con. Có đứa nào quay về đâu. Chuyện này không quay về coi chừng á. Quay đầu là bờ, cha nói nha, quay đầu là bờ nghe con. Con không quay đầu, cái đầu con bay à. Nhưng mà bây giờ quay đầu còn kịp không chú Huynh? Dư sức. Dư sức ha. Dạ. Đúng rồi, con nhỏ đó đi ra đi vô nó phá ổ ông rồi nó quýnh tao má nhận không ra tao nè. Ai phá ổ ông vậy? Kệ đây nó không quýnh mình đâu, tao xịt dầu thơm lên cho nó khỏi quýnh. Ở đâu ổ ông ngồi tú là vậy chú Huynh? Ông đó, ông về đó, điềm báo rồi đó, ông về đó. Ông ơi, ông ơi, ông lái đò giờ không lái đò, ông lái đò giờ đi lái tàu á. Vậy là ông bay về là ý nghĩa là ông đang chuẩn bị về hay sao? Ừ, ông lái tàu á. Dạ. Ừ. Ồ, vậy là bữa nay cũng lễ kiện ông bay về quá. Đừng quýnh tôi nha, đừng ông quýnh tôi đốt ông luôn đó. Quá xá quý vị ơi, ông đâu mà bay về tú quá xá bữa nay ngày. Quá xá chứ các má ơi. Đưa cho dầu thơm anh xịt cái coi đụng hồi nó quýnh má nhậm ra chân về nè. Dầu thơm xịt luôn, dầu thơm luôn. Ủa, bộ dầu thơm này xịt cho chống ông kia. Ừ, chống ông, đụng bổ sơn kỳ hương mà, ông cố nội nè. Hay gì ta? Rồi nào nó xịt đi, mạnh nào nó xịt đi, còn mấy ông quýnh má nhậm ra chân, quýnh mặt như cái mền luôn á. Thảo xịt không Thảo? Quýnh mặt như cái mền luôn vậy đó. Xịt cho ông nữa đó. Đó, thơm bắt đầu rút phải không? Kè đang rút mà anh bảnh đâu quay qua đây không? Quá xá vậy. Má nghe bổ sơn kỳ hương lên rồi, ông về cũng không quá à. Ông quá xá ha. Rồi. Là tự động nó bay về mà. Đúng không? Tự động rồi. Tự động bay về. Cái mẹ nó đi. Dạ, bữa nay ngày lễ của ông cho nên là ông bay về quá quý vị. Dạ. Rồi. Rồi bây giờ vậy là cái cây súng mà nãy giờ sư huynh giải thích là vậy đó ha. Ừ. Còn hỏi gì nữa không? Hỏi sư huynh là sư huynh sao ngồi tướng kỳ vậy? Hỏi là ngồi giống mẹ mà. Sao ngồi tướng kỳ cậu vậy? Tiên nữ ngồi chải tóc bên bờ suối phải không? Đó. Lấy cái lược ra. Xin giữ tóc. Hai cái món chuỗi trên đồ là trên người đó là khoảng 8 kg không sư huynh? Mười mấy ký đó, còn nhãn đóng nữa kìa. Chưa đeo hết đó. Đấy. Phụng Hoàng Sơn có cánh đó. Hỏi cái đó.
Rồi cái nón lên sau trời có hai cái cánh luôn kìa. Nón màu hồng đó. S B C. Cái chữ khỏi nói đi. Có hai cánh luôn các tao ha. Ba chữ phải không? Ba chữ không? Hai cánh là tính bay về trời bay đó. Trên để mua tao tặng cho vợ tao đó. À, đang mua để mà về quê tặng cho vợ hả? Không có. Cưới vợ ở đây trên này luôn. Ở đây luôn hay gì? Ừ. Cưới vợ ở đây là cưới vợ ở Dần Gian hay là cưới vợ mà nhưng mà tâm Bồ Tát mới được. Đi theo anh này dọn dẹp đồ đạc cho anh để anh quăng mắt mẹ hết trơn rồi. Bữa hổm mắc hai cái nón hết mẹ nó chịu mấy bạc rồi đó, mới mua là cái này 800 đó. Nón bảo hiểm hả? Ừ. Hai cái nón của đệ tặng cho huynh là đều mắc hết hả? Trơn ơi. Trời ơi. Để ngoài đi ngang nó mở cái bụp đi à. Nó giống ông cô nội của mà nó đi đó. Nó đi để nó ăn cắp con trộm nó để cổ quyền nó xuống địa ngục ở cho từ từ người ta kéo nó xuống sao. À vậy ha. Ủa đi đạo cắp trộm chi vậy? Có mấy trăm ngàn cái nón mà mình bị đỏ đó, cá của quyền bị đỏ dữ rồi đó ha. Tưởng đâu chư thằng không có ghi không biết hả? Đi mà đi trộm cốp đó đi làm gì? Tao nè, đồ đạc của chùa đình tao chẳng lấy, nhưng mà phải xin đàng hoàng, xin keo người ta cho tao mới dám lấy. À phải xin keo phải xin, giống như là mình xin ăn trên ha. Ừ, về trên nè, con muốn xin cái chuỗi của mẹ, mẹ chấp nhận cho, xin keo bụp được lấy không được thôi. À cũng vậy đó. Có xin phép đàng hoàng ha mới được nhận ha. Ủa vậy mình đi như mình nè, mình cúng kiến mình cũng xin keo, mình cúng nó cắt nhà cũng xin keo đó không được thôi. Xây chết đó. Ừ giờ thí dụ như cái thằng ăn trộm nó mà nó ăn trộm cái nón của sư huynh nó rồi nó xin đâu keo xin rồi. Tao rồi, đâu xin, xin keo được rồi. Xin keo được cho luôn cho luôn à. Ừ uống không đó mà lại mày xin cái nón đi được cho luôn đưa anh chịu mua nó khác lại em xin keo được cái nón nó cho luôn thỉnh cái nón đó ha. Ừ được. Có hủ keo ở đây không? Hủ kẹo mất tiêu rồi. Ồ cái đang nói chai keo ở đâu đưa đây. Chai keo để nha. Chuyện này nó luyện tới thượng thừa đó. Ma cao hơn mặt mà đạo cao khước ma cao hơn trượng đúng không à. Cũng như mấy người ta tâm Phật đâu ta tốt thì đâu sao. Chú anh giải dùm cái câu đó rồi chú anh. Giải dùm cái câu mà đạo. Thì em tu đạo Phật nó rất là khó. Nhưng mà tu theo quỷ dễ lắm. Anh giết em cái làm thành quỷ rồi đó. Được chưa? Anh giết con chó anh hà là quỷ gì? Chó cha đó. Chó cha giết chó con rồi đó. Đó. Đạo là tu rất khó. Em chỉ giờ màn này nè, em chỉ cần nóng sân si với một người thôi là em gớt rồi đó. Nếu mà đạo mà mình là còn mang cái tên sân. Vì quay bả đi, bả ra bả nói thì quay bả đi. Là coi như là không có được đi con đường này. Nè. Con đường này là em đi là tất nhiên em phải buông hả? Không. Ai không. Sai kệ người ta. Ai mình sai. Vô mình lại cái tượng đá đây làm gì? Lại tượng đá sao như tượng đá đó, thành Phật đó. Ai sai kệ mẹ đi đó. Ông thằng nào làm sai ông cái tượng đá nó có nói mình sai chưa? Có nói mình đúng chưa? Làm sai kệ mẹ đi. Không nghe không thấy không nhìn đó, đó mình lại tượng đá sao y chang tượng đá là thành Phật đó, đắc đạo đó. Nếu mình làm đúng thì mình nhờ. Ai sai kệ. Đúng thì mình nhờ. Thằng đó đúng. Nó nhờ nó sai nó chịu. Sai mình không có giúp được người ta nha. Không giúp được người ta đừng khuyên người ta. Này, chừng nào mình là Như Lai Phật đó mình khuyên được. Ai độ ai được chứ không? Mình tự độ mình đi. Nhà mình tự rửa, tự sửa. Vợ là ẩm dòm. Biết ổng đang đi tiễn 72 vị của ổng đó. 72 đó thất thập nhị hiền tướng để phò chúa Minh Dương đó, phò cháu chúa đó là con ổng đó. Như tôi nói mấy cậu đây nè, mấy cậu đi quay. Một mặt là mấy cậu đi quay thì quay, nhưng ai chuyển cho mấy cậu được vô con đường này đi quay. Đi lại đây, nếu hữu quyền của mấy cậu mà không chuyển mấy cậu đó. Cậu lại đây mà cậu quay mà cậu không nói không hỏi ai cho cậu quay. À, ai cho cậu quay đây bây giờ tình nghĩa chị em nhưng mà cậu lại nói chị ơi tôi quay chuyện clip không thì được con bây giờ cậu đi trơn chui gì. Ủa hai có thuốc của tao đâu rồi rồi cậu đi trơn chui gì học quen gồng có đâu cậu nói để qua đây giùm anh coi cậu đời nhưng học quen gồng ở trong túi á của cậu chuyển cậu có không đâu. Dạ. Yeah. Ủa má đừng nói mắt nữa nha. Chưa. Để cái túi qua đây anh kiếm mắt. Cho. Cậu đâu có biết là tôi bán đi bán với số bây giờ. Cậu không? Đang chuyển cậu đi làm những gì không? Rồi đậu xanh không quyền công nữa hả? Đó là phụ quyền đang chuyển hai cậu. Dạ. Yeah, yeah. Nói mắt nữa. Đấy. Đi làm gì? Đi làm nhiệm vụ. Khu mà hên còn. Quay ở đây. Cái chuyện quay mà để quay tầm thường. Ví dụ như cậu này cậu nói cái câu nào mà cậu có gửi đi nước ngoài nước trong thì tao nói cái cậu này nói nghe được. Dạ. Đó thì
cậu này bao nhiêu người coi, cậu nghĩ đi, cậu quen gì cậu đưa lên đi rồi bao nhiêu người coi, 500-700 người, 1000 người ta coi. Nếu cậu này hay thì 500-700 người, Việt Nam không bảy, cả thế giới 7 tỷ rưỡi người đó. Còn cậu này mà quay mà cậu này mà nói tầm bậy tầm bạ, ai nghe cậu này? Ai nghe? Đó, bây giờ như mấy cái clip mà cậu này đăng từ ở trong Tây Cung Dương Mẫu về đây đó. Biết bao nhiêu người coi? 7 tỷ rưỡi. Người ta không hiểu, người ta nói cậu này khùng điên, đi quậy phá. Nhưng người ta có cần kiếm cái người khùng không? Sau này kiếm cái người khùng không ra đâu cậu. Đúng rồi. Sau này kiếm cái người khùng không ra. Bây giờ người ta khùng vậy đó. Khùng là khùng gì? Khùng thật, khùng trời. Khùng đưa bá tánh trở về Tây Phương. Tôi nói cho hai cậu nghe vậy đi. Nhưng cậu này cậu giả ra có ai biết, mà cậu thiệt cũng không ai biết. Cậu này là cậu khùng mà. Mình tu mình biết, Phật trời biết mình được rồi, không cần ai biết mình hết nha. Cậu đi gì? Di Đà biết, Thích Ca biết, Di Lặc biết, là ba vị đó đủ rồi. Hoặc là gì? Bên trời nè, Ngọc Hoàng biết, Diêu Trì biết. Đó, hai vị đó đủ rồi. Tôi đâu có cần cậu biết tôi đâu. Mà cậu này cũng đâu có cần mà cậu biết cậu này đâu. Nhưng ở trên cha mẹ thầy ngày xưa về mấy thằng đồ quay đó, tao không cho quay đó. Tao không cần. Nó làm gì kệ mẹ nó giả giả khùng thả liên hay là nó cái gì? Tao điên, tao khùng kệ mẹ tao. Nhưng cái thằng Thích Ca biết tao được rồi. Cha mẹ thầy tổ biết. Nó chuyện này nó luyện tới thượng thừa đó. Ma cao hơn mặt mà đạo cao hơn khước, ma cao hơn trượng đúng không ạ? Cũng như mấy người ta tâm Phật đâu ta tốt thì đâu sao. Chú anh giải giùm cái câu đó, chú anh giải giùm cái câu mà đạo. Thì em tu đạo Phật nó rất là khó. Nhưng mà tu theo quỷ dễ lắm. Anh giết em cái là em thành quỷ rồi đó. Được chưa? Anh giết con chó anh là quỷ gì? chó cha đó. Chó cha giết chó con rồi đó. Đó. Đạo thì tu rất khó. Em chỉ giờ màn này nè, em chỉ cần nóng sân si với một người thôi là em gớt rồi đó. Nếu mà đạo mà mình là còn mang cái tên sân thì quay bả đi, bả ra bả nói thì quay bả đi là coi như là không có được đi con đường này nè. Con đường này là em đi là tất nhiên em phải buông hả? Không, ai không. Sai kệ người ta. Mình sai. Vô mà lại tượng đá đây làm gì, lại tượng đá sao như tượng đá đó, thành Phật đó. Ai sai kệ mẹ đi đó. Ông thằng nào làm sai ông, cái tượng đá nó có nói mình sai chưa, có nói mình đúng chưa? Làm sai kệ mẹ đi, không nghe không thấy không nhìn đó, đó mình lại tượng đá mình sao y chang tượng đá là thành Phật đó, đắc đạo đó. Nếu mình làm đúng thì mình nhờ ai sai kệ, đúng thì mình nhờ thằng đó đúng, nó nhờ nó sai nó chịu sai thì... mình không giúp được người ta nha, không giúp được người ta đừng khuyên người ta này... chừng nào mình là Như Lai Phật đó mình khuyên được. Ai được đâu cậu, màn này không ai độ ai được chị, không Phật. Mình tự độ mình đi, nhà mình tự rửa tự sửa. Ấm dòm thu mà hên còn quay ở đây. Cái chuyện quay mà để quay tầm thường, ví dụ như cậu này cậu nói cái câu nào mà cậu có gửi đi nước ngoài nước trong thì ta nói cậu này nói nghe được. Đó thì cậu này bao nhiêu người coi, cậu nghĩ đi, cậu quen gì cậu đưa lên đi rồi bao nhiêu người coi, 500-700 người, 1000 người ta coi. Nếu cậu này hay thì 500-700 người, Việt Nam không bảy, cả thế giới 7 tỷ rưỡi người đó. Còn cậu này mà quay mà cậu này mà nói tầm bậy tầm bạ, ai nghe cậu này? Ai nghe? Đó, bây giờ như mấy cái clip mà cậu này đăng từ ở trong Tây Cung Dương Mẫu về đây đó. Biết bao nhiêu người coi? 7 tỷ rưỡi. Người ta không hiểu, người ta nói cậu này khùng điên, đi quậy phá. Nhưng người ta có cần kiếm cái người khùng không? Sau này kiếm mấy người khùng không ra đâu cậu. Đúng rồi. Sau này kiếm mấy người khùng không ra. Bây giờ người ta khùng vậy đó. Khùng là khùng gì? Khùng thật, khùng trời. Khùng đưa bá tánh trở về Tây Phương. Tôi nói cho hai cậu nghe vậy đi. Nhưng cậu này cậu giả ra có ai biết, mà cậu thiệt cũng không ai biết. Cậu này là cậu khùng mà. Mình tu mình biết, Phật trời biết mình được rồi, không cần ai biết mình hết nha. Cậu đi gì? Di Đà biết, Thích Ca biết, Di Lặc biết, là ba vị đó đủ rồi. Hoặc là gì? Bên trời nè, Ngọc Hoàng biết, Diêu Trì biết. Đó, hai vị đó đủ rồi. Tôi đâu có cần cậu biết tôi đâu. Quá xa đều ha.
này mới để ý nè, sư huynh đôi dép cũng sơn luôn đó, sư huynh. Cũng sơn hết cái gì của tao, cũng sơn hết, mới thích tao mai tao sơn cái nón này luôn. Hết sơn rồi nha, hết sơn vàng rồi. Hả? Ừ, mua cho 3 chai mới đi mà 2 chai vàng. À, 4 chai. Màu vàng nhiều ha. Màu vàng nhiều. Cái gì vậy? Cái gì Shopee vậy trời? Tao đang mua đồ Shopee á. Thấy tướng quay quá mà lột hết mấy cái đai ha, còn qua không đây sao? Bạch hổ kim đai ắn. Năm nay là năm gì? Năm nay phải kim không? Hổ không? Bạch hổ không? Bạch hổ kim đai ắn đó, năm nay là bàn giao sắc lệnh đó. À, là ý nghĩa sao sư huynh? Thì đó, bề trên bàn giao sắc lệnh cho một người đó. Thằng chó nào nhận thằng đó, đó là được đó. Uống nước đi sư huynh cho mát mẻ sư huynh. Trời ơi, ăn trái giải đồ vô coi cho nó giải coi. Ủa sáng sao mà ý nghĩa sao mà mua ai biết gì? Đâu ai để giải gì ăn hả? Ai để sẵn nó ăn bà đại nó biết gì đâu. Rồi trái giải là ý nghĩa gì? Đây như quốc sen vậy thôi chứ gì đâu. Nè, đây lá nè, kỹ đi. Ai muốn giải gì đó thì giải. Giải bệnh, giải hoạn, giải sầu, giải khổ, giải gì đó, giải nghiệp, giải sáu chữ Di Đà đó. Cứ giải. Nè, nhưng mà giải gì không vàng bằng sáu chữ Di Đà đâu. Sáu chữ Di Đà mới giải tan chướng nghiệp. Ai muốn giải gì đó giải, ai muốn nghĩ. Lòng sáu chữ như không có ngớt thì nạn tai vẫn thoát như không. Hay Di Đà lục tự gắn ghi niệm cho tà quỷ vậy thì văn ra. Trong người mình có tà quỷ trong người mình đó. Khi mà khởi tâm lên ác đó, niệm cho nó dằn xuống. Như lấy đá mà đè cái ngọn cỏ vậy đó. Thì sao cỏ lên được? Đè dập tắt nó rồi. Cỏ nó không mọc nổi. Sống nhưng mà nó không mọc nổi. Nó sống đó, như cái bát quái của em đó. Có một điểm đen ở trong cái điểm trắng đó. Đó, thì ngọn cỏ bị đè lại đó. 10 phần mà em diệt được 9 phần là ok rồi đó. Là em thành Như Lai luôn rồi đó. 10 phần diệt 9 phần là Như Lai đó. Cụ phẩm liên quan là gì? Nó chỉ 10 mà còn có 9 đó. Là mẹ chỉ đó. Diệt đi con. Cái tâm ma con đè xuống hết đi. Để đó chứ đừng diệt nó, diệt nó con chết đó. Ma nó anh em con đó. Con đừng để cho nó quậy thôi. Mà đứa nào quậy phải diệt nó. Quậy quá phải diệt. Đó. Đó, trên chả nó đang sân si, nó giành chức giành ngôi đó. Mình đây mình cõi ngôi gì có nhãn ăn ngon lành rồi. Giải ơi. Mình có giải rồi, tự giải đi. Đứa ăn trái đi, tao cho nè. Dạ. Ăn đi tao khỏi ăn cũng được. Ăn coi như là giải ha sư huynh ha. Ba trái. Giải quả giải căng luôn hay sao? Rồi cảm ơn sư huynh. Dạ. Cho 5 trái luôn đó, ăn đi ăn phụ tao đi. Quá sáng ha. Thúi sư huynh. Thúi cho thúi mới cho nhiều đó. Để đi ăn được trái ăn được trái. Ừ ăn 3 trái thôi chứ ăn nhiều quá. Của tao à. Sư huynh ăn cái giảng đi rồi nhà sư huynh giải một cái đề tài này cho sư huynh. Dạ. Coi như mình thế nào gọi là tâm Phật cái sư huynh ha. Tâm Phật là gì? Nó có hai bài thuốc nè, một bài thuốc độc và một bài thuốc thuốc cam lồ. Ừ. Tham sân si đó là thuốc độc, ban gắn độc đó. Ừ. Rồi gì chìa khóa mở nè, từ bi xã là chìa khóa mở. Từ bi là gì? Từ là từ mẫu, từ bi là đau khổ, là mình hiểu lòng đau khổ của từ mẫu, thương con đó, khóc đó. Khi con đau, khi con thấy con đau té đó, mẹ khóc đó. Như cái bài mẹ tôi đó. Mẹ tôi khóc với tôi những lúc tôi buồn, ném với tôi cây đắng tuổi hơn. Lúc tôi cười mẹ còn vui hơn, cả cuộc đời của mẹ là con. Mẹ tôi bước với tôi những bước chân đầu, té tôi đau mẹ gấp trăm lần đó. Mình đau một chứ mẹ đau tới trăm lần, cả ngàn lần đó. Lúc tôi cần là mẹ bên tôi, lớn khôn rồi ngỡ còn trông nôi. Mẹ ơi, con lớn lên giữa một vòng tay, những yêu thương còn chưa thiếu một ngày. Lúc vui buồn của một phút con trai, mẹ là cha mà con mơ tìm thấy. Mẹ ơi, bao tháng năm vất vả ngược xuôi, cho hôm nay con hát giữa vàng người. Trong ánh đèn con chỉ có mẹ thôi, cảm ơn mẹ hy sinh cả cuộc đời. Cái này là mẹ Trần cũng như mẹ Phật luôn á. Mẹ con ngoan á, con thương á, mẹ móc ruột môi gan cho con ăn được đó. Tại vì trong duy anh có thấy một giấc mơ kỳ lạ gì, thấy cái gì đó tự nhiên, thấy cái gì đó móc cái bào tử của mẹ.
Mà Quynh nói Quynh bệnh quá à. Quynh mới về nói với mẹ, nói mẹ ơi con bệnh quá à. Rồi thấy cái bà đó mặc nguyên áo vàng luôn nha. Rồi kế bên con Ngọc là Tây Cung Dương Mẫu á. Thì mẹ mới nói vậy, nói cái bầu tử tao bây giờ tao cho cái thằng kia rồi. Tự nhiên cái Quynh nói Quynh bệnh quá à. Cái ông đó tự nhiên móc cái bầu tử của mẹ đây nè. Ông móc mà anh nghe ọt bẹt luôn, như là cái bầu tử mà còn ướt á. Cái ông móc cái gì đó anh để vô miệng anh nè, ông trị bệnh cho anh đó. Là anh biết ông đó chắc là Di Lặc rồi, ông Di Lặc không cho anh cái gì đó. Rồi xong mấy ngày sau anh gặp một ông Di Lặc nữa. Thấy Di Lặc luôn, nghe nói chuyện thẳng với anh luôn. Ông nói sao không? Ông nói mày phải về núi á, mày quẩy gậy á, kiếm cái gậy mày quẩy cái túi á, giống tao vậy nè, mày mới truyền đạo được. Cái lúc đó anh đang có đau khổ mà, anh đang không có tiền bạc gì hết trơn á. Ông nói ông nội ông đừng dụ tôi. Ủa mà tôi đang bị anh chèo dừa, anh té anh chèo dừa mà anh lên cái bẻ, anh đi chèo dừa mướn á, anh lên cái bẻ nó cụp xương sống mà. Cái xương sống anh bây giờ là vừa bị cụp mà vừa bị gãy đó. Cụp xương sống mà anh đau quá, anh chèo hết nổi rồi. Nói ông nội bây giờ tôi cái lưng tôi gì sao chịu nổi. Mà ông kêu tôi về đụng cho tụi nó giết tôi hay gì. Ngày xưa tôi đi tôi bị quánh một trận rồi, tôi bị bắn 9 mũi tên vô người đó. Nó đau đớn mà anh người nên lơ lửng luôn mà. Thưa thưa thưa, ta đang quay chuyện. Dạ, yeah. Sao cho dĩa tôm đi. Cho dĩa tôm đi. Rồi đang kể giấc mơ đang hay chưa? Rồi anh thấy ông Di Lặc. Anh thấy ông Di Lặc, ông kêu anh. Kêu anh về quẩy cái túi đi giống ổng mới được. Thì ông anh nói cái lưng tôi giờ đi không nổi nữa nè. Làm không có tiền sao kêu tôi về, tôi dám về. Tôi về đó, ngày xưa tôi đi một trận rồi, một năm trời tôi đi bị bắn tên á, biết bao nhiêu tên nói. Người anh như con nhím luôn mà. Trong vô duy anh thấy người anh như con nhím luôn á, mà đau nhất chịu không nổi luôn á. Mà thiệt, đau thiệt. Hữu hình là đau lắm. Hữu hình là ba mẹ chữ, anh em chữ đó, đau thiệt. Ai cũng chữ hết, đau đớn lắm. Cả dòng họ ai cũng chữ anh, ai cũng ghét anh. Anh về lúc đó, cái thời điểm đó anh gặp một đứa nít, anh không dám nhìn mặt nó nữa. Anh thấy anh thua kém đó. Lúc đó anh muốn tự vẫn chết mấy lần mà không chết được đó. Uống thuốc ba uống vậy thuốc ngủ, anh uống một lần một mà 4-5 ngày anh ngủ không được đó. Không chết được. Cái dây điện anh thọt cho cái ổ điện anh lắm, bây giờ dây điện nổ cái bằng văng ra. Nó nói mà chiếc này chắc trời đánh không chết rồi. À, vậy là sư huynh cũng có nhiều lần muốn quy sinh mà. Đó, tao chạy xe để chết đó, ông già đuổi tao đi mà. Tao chạy về đây là tao chỉ kiếm đường chết mà không chết được. Anh thấy một cái gì đó là sáng mà như mẹ gọi hai cái đèn pin như nè, anh đi tới đâu là mẹ gọi cho anh cái. Rồi có một cô gái nó chạy theo anh hoài luôn. Cái anh quay lại mà thấy cái mấy chư thằng là đứng bằng cái cây này không nghe, mà con nhỏ đó nhỏ xíu à. Nó chạy anh hoài, nó nói ủa bà lai mà chạy theo tôi vậy. Nó nói tôi vợ ông, không chạy theo ông, chạy theo ai. Mới nói chết mẹ, không lẽ mẹ vô trì cho mình có vợ nữa ta. Ngon á. Cũng mừng mà về núi cấm á, chứ không ở đây. Không biết ở đây có không biết, nhưng mà anh về đây anh thấy rồi đó, nhưng mà nó không chịu nhận anh. Tại mẹ kia anh về đây mở cho nó mà. Nó là vì công chúa giữ kho trời cho nó. Hai mẹ con luôn. Em thấy không? Em thấy mấy cái kho mà vàng bạc châu báu của hai, thường thường có mấy con gắn giữ thấy không? Nó là hai con gắn đó. Hai con gắn xanh luôn. Chiếu hồ quang xanh luôn. Mà anh về đây anh gặp nó là Ngọc luôn. Nó tên Bạch Ngọc đó. Mà nó không chịu nhận anh. Mà anh muốn mở cho nó không cần. Coi nè, chiếc này không cần nè. Nó nói cái từ không cần là bữa sau anh thấy cái giò anh đau này, nó chết mẹ rồi. Cái nhỏ này thế nào cũng bị mẹ đập gãy giò, cái chân gồng bà đập gãy giò đó. Anh mới vô Đình Thế Sơn anh xin cho mấy vị nè, xin cho ba vị đó. Thằng Nông, Phục Hy, Bình Đế đó. Xin mấy ông ơi, vinh xin cha mẹ mười phương tha thứ cho nó đi, nó giờ nó chưa biết, nó còn nhỏ lắm. Nó chảnh đó, nó chảnh nhanh đó. Muốn mở nó đang đứng trên hai cái bát quái đó. Anh muốn đập bát quái để cứu nó mà nó không chịu đó. Đủ gom định tắm cái banh quá khái gì đâu mà trượng gồng tôi giả con banh vậy. Thanh Long Đao tôi giả không được nha. Bạch Ngọc Đao đó chứ không phải Thanh Long Đao đâu. Thanh Long Đao là của cha tao, là Bạch Ngọc Đao đó. Là cái đao của anh là đao băng á, đao băng á. Tao chém chỉ cần cái hơi thôi em đủ đứng hình rồi, chứ đừng có nói mà tới chừng đúng trúng cái đao đó. Cái hơi lạnh là đứng hình em rồi. Thì tiếp tục câu chuyện xuống, tiếp tục con thì đó, thì anh mới về anh thấy đó, thấy mấy người ngồi trong Đình Thế Sơn, anh thấy bà đó mặc áo xanh mà nó cũng mặc áo mà xanh chiêu dương đó, bà kia mặc màu xanh lá, nó chết mẹ không lẽ hai con này ta. Nó tên Ngọc luôn. Anh nhìn đó, anh định là anh thấy nó là giữa hai người đang giữ kho.
một bà tên Ngân, một đứa tên Ngọc. Ngân là gì? Ngân là kho đó. Ngân là Ngọc tài Ngân đó ha. Ngọc là ngà, Ngọc ngà đó. Hai người giữ, một người kho Ngân, người kho Ngọc. Mà hai vị này là thiếu nợ nhau nè. Con nhỏ này nó giữ kho Ngọc mà bà này mượn nè. Mượn mà không trả được nè. Muốn quá giải cho nó mà không chịu nè. Hai đứa này là hai chị em chứ không phải mẹ con, mà nó kêu con nhỏ đó là mẹ không. Chị em đó. Mà con nhỏ nhỏ nó lại chị con nhỏ nhỏ lớn. Vậy hả? Ừ. Dạ, là sư huynh thấy ha. Thấy gì? Cái này cái gì đi? Giờ nè. Giờ nè. Gì đây? À. Thấy dám chống đỏ. Bà Quan Âm có không? Mẹ có gì tao có đó mà. À. Cha có gì tao có đó. Mặt chú cha tao có đó. Ấn lệnh của cha có đó. Còn tin không tin, tùy. Súng của cha tao có đó. Ủa sao nhìn giống lé quá vậy Vinh? Lé luôn hả? Sao mà đưa cái súng lên mắt lé vậy? Bắn ra lé mà. Nhắm mà, nhắm mà lé mà. Dạ. Rồi, được chưa? Đứng đây. Hát tặng của diện bài Lực Thiên Đình luôn đi. Rồi, ok, tặng luôn. Lòng nhận sao mù quáng, tao gieo lửa binh điều tàn. Thông thiết lan tràn, ai quán sinh linh lầm than. Chung chung bể khổ, ngập trời bao tô. Lực thiên chấn dung cho lòi vàng. Hôm nay trước trương to, nhìn các con mà lòng đau. Nghiệp sâu đã riêng lánh, nàng văn búa dây không đường sanh. Mẹ gọng tay từ ai, mà tại sao các con không tường. Nhắm mắt buông mình, tham mái mê danh cuồng quay. Ngục hình tội lỗi, đò đài căn kiếp. Làm sao cứu con tôi màn ngàn. Thiên tai phú sinh linh, ngàn sóng xô vùi thân. Trời hờn đất quang, mẹ tôi lấy thân trẻ đàn con. Mẹ phiền con bình trí, tôi gieo trá dai lên ngàn. Bể khổ vô bờ, con kiếp quay chân hội tâm. Lòng ta con bó, đường về thênh thang. Vòng tay máu thân luôn chờ chồng. Nương theo bóng Di Đà, niệm chú Bi Đà La. Dòng phiền sẽ tiêu hết, đời vui ấm no thân bình an. Nam mô Tathagata Buddha Tathagata Asada Tathagata. Những cái câu cuối là sư huynh đọc chú rồi vậy sư huynh hả? Trình cho mẹ mà. À, hát nhập mẹ là trình cho mẹ. Trình mẹ ha. À, sư huynh đọc gì, sư huynh có dịch cái được tiếng Việt Nam không sư huynh? Thì đó, nay con hát trình lễ đó, trình cho mẹ đó. À, vậy ha. Cái đó gọi là tiếng gì sư huynh? Nói tiếng Phạn. Tiếng Phạn hả? Dạ. Sư huynh cũng có học tiếng Phạn luôn đó hả? Ủa, chú tiếng Phạn là hụt hụt mà nói tiếng Phạn được hả? À. Có thể mình nói như vậy như là con vài câu. Nói vài câu thôi sư huynh. Ví dụ như Bích Đa đó, Bích Đa là Phật đó. Mà về tiếng Việt Nam là mình kêu là Bồ Đề đó. Yeah. Ví dụ như mấy người ta tu đó là nó phát tâm Bồ Đề đó. Na wa ti a pa a re mi ta ha. Kiều sa an na so ti ni si ta. Ti lo na sa ya ha 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 ka ka ya. A la a ha ha te. Sam ya sam bu ka ya te ya ta ho ho mo ni ko ne ma ha ha fo ne a pa a re mi ta ko ne a pa a re mi ta ko ne i sam sam ba la ba si si ni Ho 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 sam sam si ba re ba re siêu ta kha ha ha ma re ka ka ne sa mo ra te sa ha ba a ha wa mi siêu ni fa ha 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 na ya ba ha ha re wa re he he sho fa Mm.
Thầy, vị tổ thứ bảy kỳ này phải không? À, tức là ngày xưa là ông ở bên Trung Quốc. Trung Quốc đó, Diêu Trì Phật Mẫu cũng từ bên Trung Quốc. Ngoài Trung Quốc, bà là Cửu Thiên Huyền Nữ. Pháp hiệu của bà là Cửu Thiên Huyền Nữ. Mà về trong đây là Diêu Trì Phật Mẫu. À, tức là chuyển nha. Chuyển, chuyển mà do gì? Do mình đặt tên thôi. Ngồi đây nè em gái. Quay thì quay em có sao đâu. Vợ của anh thì ngồi gần anh chứ đâu nữa, đi đâu. À. Công chúa ha, công chúa ha. Chỗ anh đây, ngồi quạt cho anh mát là được rồi. Đây xuất hiện một công chúa đi lễ cũng này, tặng em cái nón luôn nè. Dạ, nón quạt ha, quạt luôn ha. Dạ, quá xa ha, quá xa ha. Lấy anh đội. Vậy là Xuân nhìn công chúa đi ngang sao mà Xuân biết là em gái gì Xuân hả? Thấy màu trắng chưa? Hả? Thấy màu trắng chưa? Màu trắng là màu của gì? Màu của Tây đó. Tây phương á. Bạch y đó. Bạch y quạt cho là gì? Cho quỷ dương đó. Cho nó mát lại chứ sao nó nhai đầu người ta hết trơn. Gán tầm cho được quạt ba tiêu đó. Quạt quả diệm nơi tâm cho tắt đó. Bây giờ lâu lâu mình gặp lại Nghiệu thì kiếp mình có nói chuyện với Nghiệu để Nghiệu ngồi quạt mình bụng sư huynh. Vì sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đông đầy trong lòng mặt. Buổi chiều còn gặp nhau đây, mà đêm đã nhớ như vậy. Em hỡi em có hiểu có hay, tình anh như núi cao biển rộng, gồm bốn phương trời xây thành lý. Biển chơi nào mà không xanh, thì xin em nhớ cho rằng em hiển nhiên chiếm ngự hồn anh. Em ơi.